Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tham, sân, si làm chướng ngại đường tu. Nói về khoảng thời gian chúng ta ở tại thế, nó qua nhanh chỉ trong nháy mắt. Vậy mà không ai buông xả được, cứ ôm cứng lấy, chấp đông chấp tây, coi thế giới này là chân thực, từ đó mà ra công tranh danh đoạt lợi. Quanh quanh quẩn quẩn hoài trong vòng lợi danh, vì lợi danh mà làm những hành vi điên đảo, trái lương tâm. Kết quả tối hậu cũng chỉ là vì danh mà chết với danh, vì lợi mà chết với lợi, một đời tôi tranh anh đoạt, vì lợi danh mà quay cuồng điên đảo. Nguyên nhân là sao vậy? Bởi vì người ta chưa nhận thức được ba độc là tham, sân, si. Loại độc này còn ghê gớm hơn bội phần các thứ thuốc độc khác. Thuốc độc chỉ hại thân thể, chứ không hại được cái tâm. Còn tam độc thì lại vừa hại thân, vừa hại tâm, làm cho ta phải điên cuồng. Nhẹ thì tiêu hủy gia đình, nặng thì diệt quốc, thậm chí đến hủy diệt thế giới. Cho nên, ba độc đó chính là kẻ thù của nhân loại. Tại sao trên thế giới lại có những kẻ sát nhân, đốt nhà, gian dâm với những chuyện cướp bóc? Bởi vì người ta tham, sân, si và ba độc này được ưa chuộng, khiến cho người ta tham mà không biết chán. Gặp chuyện cầu mong mà không được, bèn nổi tâm sân hận. Nhẹ thì nó ẩn núp bên trong, nặng thì phát ra hành động thành đấu tranh, có khi thành chiến tranh. Bởi vậy nên thế giới không an ổn. Nếu quả mọi người giữ lòng thanh tịnh, không bận trong tâm, làm việc với tâm từ bi, thì thế giới tự nhiên hòa bình, không còn chiến tranh nữa. Nếu muốn giải quyết tận gốc vấn đề của thế giới, thì phải nhằm vào ba độc để hạ công phu, tìm cách làm sao cho mọi người không tham, không sân, không si. Làm được như vậy chăng? Biện pháp duy nhất là tin theo Phật Pháp, theo tông chỉ của Phật giáo, tức là lấy giới, định, huệ để diệt tham, sân, si. Đó chính là biện pháp căn bản để giải quyết vấn đề. Giữ vững được năm giới sẽ hết lòng tham, có định lực sẽ không có sân, có trí huệ tức là hết ngu si. Tam độc là một bệnh truyền nhiễm, tam học giới định huệ là thuốc hay dùng để chữa trị. Gặp bệnh là có công hiệu ngay, như dựng cây sào thì tức khắc nhìn thấy bóng. Người người học Pháp Phật, người người không tham sân si, vậy là vấn đề của thế giới đã được giải quyết. Tuy nhiên, tới được chỗ đó chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tại sao? Bởi vì lòng người đã khác xưa, đạo đức đã suy đồi, người thì dối người, và để đạt mục tiêu người ta chẳng kể thủ đoạn. Người ta chỉ nói chuyện lợi lộc mà không nói chuyện đạo nghĩa. Như kẻ gian thương kia bán rượu pha nước, cốt vì lợi mà gạt khách hàng. Người ta nói, treo đầu dê bán thịt chó, đó chính là một hành vi lừa bịp. Ngày xưa, làm nghề buôn bán hàng thật, định giá thật, nêu cao tiêu chuẩn, chẳng dối trẻ già. Ngày nay trong thương nghiệp, chẳng còn quan niệm gì về đạo đức nữa, kẻ mua người bán lừa nhau, chẳng ai thành thật nữa. Thực tâm mà buôn bán, đề bảng rõ, bán đúng giá thì chẳng ai còn gặp phiền phức, tại sao lại phải lừa dối? Tóm tắt một lời, đó là do lòng tham lợi cả. Người nông dân xưa vốn là trung hậu, nay lây ảnh hưởng của giới buôn bán cũng không còn thật thà nữa. Họ trồng ngũ cốc và rau trái thì dùng phân hóa học, họ nuôi bò, dê, heo, gà thì chọn thực phẩm gia súc với chất hóa học để chúng mau tăng trưởng, khiến cho giới tiêu thụ ăn các thứ đó vào lâu ngày sẽ trúng độc. Cái đó chính là tham tiền mà làm hại sinh mạng của người khác. Lẽ ra pháp luật phải có biện pháp trừng trị, nhưng họ vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, có khác chi cổ võ cho họ thêm nữa. Chẳng qua vì họ muốn có lời nhiều mà làm ngơ trước vấn đề sống chết của kẻ khác, so với anh gian thương pha nước trong rượu còn độc ác hơn gấp bội. Ngày nay, bệnh ung thư mỗi ngày một gia tăng, chính là do giới nông gia và thương gia nói trên gây ra cả. Bởi thế cho nên, những người sáng suốt, hết sức hô hào dùng các loại thực phẩm từ thiên nhiên, mà không dùng các loại đã biến chế gia công. Tuy nhiên, đối với những người ham ăn, những điều này dầu có lọt vào tai họ, họ cũng chẳng nghe, cứ ăn vào cho đầy một bụng, có khác gì nuốt vào một cái ngòi nổ chậm. Đúng thời hạn nó sẽ phát tác làm cho huyết quản bị bể, nhẹ là triệu chứng trúng phong,
nặng thì chết người. Vậy mà, dầu thấy tấm gương xe trước đã xa lầy, xe sau vẫn theo đúng vết cũ. Như vậy đủ thấy cái hại của tham sân si. Không cách nào kể xiết, chẳng phải chỉ riêng đối với người thường, ngay cả các vị tu sĩ, nếu không thận trọng cũng rước lấy cái độc hại kể trên. Công phu vừa mang lại chút ít định lực liền bị lửa vô minh thiêu rụi hết. Làm sao để tránh ngọn lửa vô minh đó? Phải tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật và tuyệt đối không nổi nóng là một điều kiện tiên quyết. Không nổi sân tức có trí huệ, có ánh sáng trí huệ thì sự hắc ám của ngu si sẽ bị xua đuổi. Hết hắc ám, mọi cử chỉ hành động thảy đều quang minh chính đại. Vậy phải tu như thế nào? Trước hết giữ giới. Giữ được giới thì sẽ có định. Có định tức có trí huệ. Giới, định, huệ, tam học mà đầy đủ, thì tham sân si ba độc sẽ tự tiêu hủy. Ha ha ha,